Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn một con app cực kỳ là uy tín, gọi là kiếm tiền siêu đỉnh luôn các bạn nha. Các bạn có thể là tải con app này ở trên Google Play này, App Store đều được nhá. Nó có cả trên Google Play, App Store, có cả giấy phép kinh doanh các bạn nha. Các bạn hoàn toàn yên tâm về con này nhá. Con này là con của nước ngoài nha. Nó sẽ có nạp tiền là USDT, rút tiền của là USDT thôi, nó không có ATM của các bạn luôn nhá. Đó, các bạn sẽ rút USDT về trên ví, về trên sàn để các bạn bán thành Việt Nam đồng của các bạn nha. Rồi thì sau khi các bạn kích vào link trong phần mô tả của video thì lập tức nó sẽ đưa các bạn lên trên Google Play hoặc là App Store, các bạn tải về cho mình nha. Và đây chính là ở trên Google Play nhá. Nếu như các bạn mà chưa tải app về thì các bạn sẽ tải cài đặt về nhá. Các bạn cài đặt về xong các bạn sẽ mở vào cho mình nha. Sau khi các bạn mở app vào xong, nó sẽ có cho các bạn phần login và phần đăng ký nhá. Nếu như bạn mà có tài khoản thì bạn cứ đăng nhập tài khoản của bạn thôi. Còn nếu như mà chưa có tài khoản thì các bạn sẽ kích vào cái mục đăng ký này nha. Ok, tiếp theo đó các bạn sẽ điền cho mình đó là địa chỉ mail của các bạn nhé. Địa chỉ Gmail các bạn sử dụng bình thường nha. Tiếp theo đó nữa thì các bạn sẽ nhập cho mình một cái mật khẩu nha. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo một cái mật khẩu riêng nhé. Ví dụ đây là mật khẩu của mình nha. Các bạn tạo sau là các bạn sẽ nhớ vào. Tiếp theo đó các bạn sẽ kích vào cái mục gửi code về địa chỉ mail của các bạn nhé. Đây, kích vào phần chữ mà đỏ này nha. Nó sẽ gửi code về trong địa chỉ Gmail của các bạn luôn nhé. Các bạn sẽ quay trở lại địa chỉ Gmail để các bạn lấy code, các bạn nhập vào đây nha. Và đây chính là cái code mà nó gửi về cho các bạn nhé. Đây, ok chưa? Các bạn sẽ nhập code vào 844603 và các bạn nhập cái code nó gửi về địa chỉ mail xong thì các bạn sẽ nhập tiếp là mã giới thiệu ở dưới cùng này nhá. Mã giới thiệu thì mình cũng ghi trong phần mô tả video luôn nha. Nếu các bạn mà không nhập mã giới thiệu thì bạn sẽ không đăng ký được nhá. Ok, bạn đã nhập xong tất cả rồi, bạn sẽ kích vào mục xác nhận đăng ký thôi. Còn nếu như mà mình có tài khoản, mình sẽ kích vào mục login là mình đã đăng nhập tài khoản của mình vào nhá. Sau khi các bạn đăng nhập vào xong, nó sẽ có một cái giao diện như này nha, phần thông báo này. Ok, mình sẽ dịch ra tiếng Việt nhé. Trên cùng này, các bạn sẽ kích vào. Trên cùng các bạn chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt. Ok, chuyển xong các bạn sẽ quay trở lại này. Đấy, trang này nó cực kỳ là đẹp mắt, cực kỳ là ok luôn nha mọi người. Gọi là kiếm tiền siêu đỉnh. Ở đây các bạn có thể là đi vào giấy trắng, các bạn xem qua trang web chính thức của app này nha. Còn khi các bạn đăng nhập vào xong thì vào cái mục tài sản này thì nó sẽ có cho các bạn là 100 USDT ở cái phần USDT phần thưởng này nhá. Mình đã sử dụng rồi cho nên là nó hiện là không có đồng nào nha. Nếu các bạn mà có là 100 USDT ở phần thưởng này, các bạn sẽ đi vào mục cam kết cho mình này. Tiếp theo đó các bạn sẽ gửi staking nha. Ví dụ như là 100 USDT, các bạn sẽ nhận là 100 USDT. Xong là cái chu kỳ nhận phần thưởng này các bạn sẽ chọn cho mình là 3 ngày phần thưởng nhé. Ở dưới này là đầu tư cho nên là các bạn không đầu tư được ấy, thì các bạn sẽ lựa chọn là 3 ngày phần thưởng nhé. Ok, xong là các bạn sẽ thấy đây là lãi suất mỗi ngày, đó là 1,2%. Cái này thì nó sẽ trả về cho các bạn cái đồng PAD nhé. Đây, nó sẽ trả cho các bạn về PAD. Ví dụ như là 100 USDT đi thì nó sẽ cho các bạn mỗi ngày đó là 1,2 cái đồng PAD này nha. PAD này, một cái đồng PAD thì nó có giá là 0,8 đô nhá, cũng rất là cao luôn. Ok, về đầu tư dừng lại, các bạn có thể bật lên, không bật cũng không sao cả. Các bạn có thể là cam kết là nó sẽ hiện là thành công nhá. Còn đối với hiện tại mình là số dư không đủ, tức là mình đã sử dụng 100 USDT phần thưởng này rồi. Nếu như mà mình muốn nhận thêm 100 USDT phần thưởng này thì bắt buộc mình phải là điểm danh đủ là 7 ngày thì mình mới nhận một lần nhá các bạn. Thì các bạn cũng tương tự như mình thôi, các bạn phải điểm danh thì các bạn mới nhận được là 7 ngày một lần là 100 USDT phần thưởng nhá. Phần thưởng này thì các bạn dùng đi gửi staking, các bạn nhận được cái đồng PAD nhá.
Và từ cái thằng Paddy này các bạn có thể là chuyển đổi sang USDT. Ok chưa ạ? Đây. Đây nha. Đây chỉ là phần nhấp nháy này, các bạn sẽ kích vào cho mình này. Nó sẽ có cho các bạn là chuyển đổi sang USDT nhá. Bản thân mình đã chuyển đổi sang USDT các bạn nha. Ví dụ như là số lượng các bạn có 10.000 10 đồng cái thằng Paddy, các bạn có thể là chuyển đổi được là hơn 8 USDT nhá. Còn nếu như mà 100 đồng các bạn sẽ chuyển đổi được thành là 83 USDT. Và 83 USDT này thì các bạn sẽ rút được về trên ví của các bạn luôn nha. Ví dụ các bạn đã chuyển đổi xong rồi thì ở đây các bạn có thể đi vào mục tài sản. Và ở cái mục tài sản các bạn sẽ có hai mục nạp tiền, rút tiền, các bạn sẽ kích vào rút tiền này. Đây, cái mục rút tiền nó sẽ có cho các bạn là tiền tệ là USDT, bởi vì trang này nó chỉ là hỗ trợ USDT thôi, không hỗ trợ đồng coin nào cả nha. Ok, các bạn sẽ có là ba mạng lưới như là TRC20 này, ERC20 và BET20 nhé. Ví dụ như là các bạn rút một cái đồng coin mà nó xử lý nhanh và nó phí thấp nhất thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình đó là BET20 nha. BET20 thì phí rút của nó chỉ có là 0.8 USDT thôi. Còn TRC20 thì là 1 đô trở lên luôn các bạn nha. Còn ERC thì 10 USDT luôn. Nói chung thì các bạn cứ rút qua cái thằng ví BET20 nhá, để các bạn tốn chi phí nha. Ví dụ như là địa chỉ ví của các bạn thì các bạn sẽ nhập địa chỉ ví vào nhá. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ nhập số USDT các bạn rút nha. Đối với trang này thì cái min rút của nó là 10 USDT trở lên các bạn nha. Về rút tiền thì rất là nhiều người đã test rút tiền rồi, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm về cái độ uy tín của nó nhé. Ok, thì số dư hiện tại của mình cũng chưa có đủ là 10 đô nha. Số dư của mình thì mới có đủ là 5 đô thôi. Ok chị ạ, 4.9 USDT nhé. Ví dụ như là 10 đô thì các bạn sẽ nhận được là 9.2 USDT. Ví dụ như là 100 đô đi, các bạn sẽ nhận được là 99 đô nhé. Đó, cực kỳ là ngon nha. Và cái số tiền này là các bạn kiếm miễn phí nha. Như ở đây các bạn thấy là mình kiếm miễn phí 100% nhé, không cần phải đầu tư. Và khi các bạn đủ 10 đô trở lên thì các bạn có thể rút tiền nha. Ok chị ạ, cứ kiếm cái thằng Paddy này, các bạn chuyển đổi sang USDT sau là các bạn rút thôi. Và kèo này thì mình nhắc lại nha, các bạn tham gia thì các bạn phải đi vào mục rút thăm trúng thưởng này nhá. Các bạn điểm danh mỗi ngày cho mình nha. Đây, đầu tiên thì các bạn sẽ kích vào cho mình cái mục đăng ký điểm danh. Kích vào cái mục đăng ký điểm danh thì nó sẽ có cho các bạn là điểm danh ngày hôm nay, tức là số lượng rút thăm trúng thưởng ngày hôm nay là 1. Các bạn sẽ kích vào go thì các bạn may mắn có thể nhận được là từ 1 USDT cho đến là 2.000 USDT. Và kèm theo đó các bạn may mắn nhận được cái thằng Paddy nhé. Thì như ở phần đầu mình cũng chia sẻ rồi, nếu như mà chúng Paddy thì các bạn có thể là quyền chuyển đổi sang USDT, và các bạn dùng cái số Paddy mà nó trả lại cho các bạn cũng có thể là chuyển sang USDT để các bạn rút nha. Ok chưa, số điểm danh của mình mới điểm danh được là 2 ngày nhé. Mình quên mất một ngày thì nó lại trở về ngày đầu tiên các bạn nha. Cho nên các bạn cứ điểm danh liên tục cho mình nhé. Ok, thì nếu như mà các bạn điểm danh những cái ngày bình thường thì các bạn chỉ nhận được là 3D hoặc là không trúng nhá. Còn các bạn mà điểm danh đến ngày thứ 7, tức là cuối tuần đi, các bạn sẽ nhận được là 100 USDT nha. 100 USDT này thì các bạn tiếp tục dùng đi đầu tư như ở phần đầu mình chia sẻ nhá. Đi vào cái mục cam kết này các bạn đầu tư để nhận thêm cái đồng 3D nhá. 3D thì giá của nó biến động cũng khá là nhanh nha. Ok, thì ở trong video này thì mình cũng chia sẻ cho các bạn như vậy thôi. Nếu như bạn nào mà muốn tham gia và các bạn không hiểu gì, các bạn cứ IB cho mình để mình hướng dẫn thêm các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây. Và mình sẽ đi vào video trước, mình sẽ chọn thêm hai bản trong video trước để mình trao thưởng nha. Bạn nào xem video các bạn là người may mắn trúng giải, các bạn hãy IB mình để nhận thưởng BNB, thẻ cào hay là Momo nhé. Ok, bắt đầu nào.